Chào cô chú, chào các bạn nha. Sáng hôm nay mình sẽ quay cô chú anh chị xem xe miếng gà trước trường Đại học Kiến trúc trên đường Bách Tơ, quận 3 nha cô chú anh chị. Rất là đông khách luôn. Thì chị bán ở đây từ sáng sớm luôn á cô chú anh chị. Cái xe rất là bắt mắt. Đặc biệt là mình thấy cái ở đây là cái ốc sim, nước mắm ốc sim rất là đã luôn. Hành phi ốc sim. Đây là gà. Có gà xé với lại lòng. Thường mình bán tới mấy giờ mình dọn chị? 3 giờ. 3 giờ. Dạ. Ở đây ngồi miếng thì mình có cái mì tôm. Ở đây có mì nước với mì khô nha các bạn. Một tô vậy trung bình bao nhiêu vậy chị gái? 25.000 thôi. 25.000. Ăn thêm là kiếm thêm, thường này bình thường ngày 25 thôi. Dạ. Khô hay nước gì cũng 25 thôi. Dạ. Để đi con ơi. Để không bày bạn cũng có đó. Để nợ thế hết. Cái này là cái gì chị? Thịt xay. Thịt xay dạ. Có gì không thì gà con. Ở đây là mấy bạn sinh viên nè, nhân viên văn phòng mà mua rất là nhiều luôn. Học sinh nữa. Dù lên đen thôi ơi. Phần vậy là 25.000 cô chú anh chị. Ở đây có Momo nha. Dạ, thật sự không? Dạ có. Cái thịt này không thêm ớt. Ở đâu? Mà hả? Nhiều cái cây. Dạ, cũng được. Dạ. Mấy cái khó luôn. Mấy cái khó béo không mẹ? Dạ, một cái thay lấy ớt. Hồi xưa giờ là mình chỉ bán cái chỗ này thôi hả chị ạ? Cô giữ là gà con nha. Hai tô cứ đi chung với nhau nha. 25.000. Mày lấy nước. Mày nước gà con. Còn nước khô, mì con không hành tây. Có mì nha. Mì nước gà con, miếng khô là mì con không hành tây. Nắng lên. Ốc xin. Có mì. Này không? Có hành không? Có.
À, ở đây có miếng bún mì. Sáng là mấy giờ mình bán chị? 6 rưỡi hả? Dạ. Hình như chị là người Huế đúng không? Đúng rồi. Ừ. Ủa hết không? Hết ăn. Mấy trái? 2, 4, 6, 8 trái ớt. Ôi. Đồ quất lần 8 trái ớt còn thêm ớt này nữa hả? Có. Thôi. Người ta ăn nhiều nhất mấy trái chị? Chỗ này là nhiều nhất rồi. Đó. Chú ăn không hết là bị nói á, hay dở đâu. Múc ra một đống luôn, có hết đâu. À. Ăn như bé này nè, nó ăn hết nè. Phải không? Thiệt mà, nó vô ăn ngon lành lắm. Đây mang đi mình không nói, còn vô ăn ngồi chỗ ăn ngon lành lắm á. Ăn sột soạt chắc chó. Ớt này nó cũng ngon mà. Dạ. Đó, bạn này, bạn nữ này là mua 8 trái ớt. Khách ở đây rất là thích. Ngày mình là mình làm ký ớt không chị? Mấy ký ớt đó em? Mấy ký hả? Ớt đây 2 ký, ớt đó 2 ký. Trời ơi, cái xô này là 2 ký nha các bạn. Ừ, ớt sim nha, 2 ký. Ở đây lông cái cục gạch để mà cho ớt hết. Ở đây có lòng nè. Đây ruột, gà xé. Ở giá mình phải trụng sẵn ở nhà gì đó hả em? À, lên đây trụng. Bán trước Đại học Kiến trúc luôn nha cô chú anh chị nha. Đây là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu với lại Baxter nè. Bên đây là Đại học Kiến trúc nè. Mấy bạn mua ra ngồi ngay chỗ ngã tư quốc luôn. Mấy em sinh viên rất là thích ăn luôn. Hồi đó chị đâu có đường đâu mà ngọt em. Đâu có đường đâu mà ngọt em. Ý là để ít cái sốt này thôi nè, để nó không ngọt. Cái đó sốt đó là sốt ngọt á. Đây là trước mang nó không con dạng em. Một con ngọt ngọt thôi. Con cô 40 mang về nhiều mè. Ra đây đủ bao nhiêu mè đúng không? Sinh viên Cao Thắng hả? Dạ. Yeah. Cô 40 mang về nhiều mè. Ở đây các bạn đi ăn thì có thể xài Momo vô tư nha.
bốn người bán liên tục luôn cô chú anh chị. Cái này đâu muốn không thôi nè. Mỗi người một con loại. Đây là bán tới 3 giờ chiều cô chú anh chị. Ngồi bệt đó em. Mới ăn lần đầu hả? Mới ăn lần đầu. Đứng. Thì gọi bao nhiêu? 25 1 phần 25. Alo nghe. Alo. Không lá không phi hả? Một không lá không phi mang về luôn sao làm sao cô? Một con không giá đúng không? Dài quá. Không giao giá luôn đó. Không giá có lấy đâu mà. Đây có một tô hồng rau lấy giá. Bóc tô lấy giá không? Tô hồng rau lấy giá, tô hồng giá lấy rau. Anh ơi. Đây khách taxi đúng không? Dạ, không anh tới công an tay nha. Xem giá con đi một cái giá không đó mình. Đông nhất là buổi sáng cô chú anh chị. Ở đây đông nhất cái buổi sáng em hả? Dạ.
đang làm đó. Thì tụi em đâu rồi? Sáng mấy em nó ra đi ăn xong đi học, cô chú anh chị hình là đông. Trời luôn cái này. Đó bên kia là đại học kiến trúc đó cô chú anh chị, đường Bách Tơ nè. Cái ơi, ăn nên em về đây. Ăn ở đây hả? Tới này, tới hướng này. Tới đây em ơi, tới hướng này hết nè, tới hướng này, hướng đó chụp rồi tới đây giúp cô đi. Nghe chứ, không dạ. Miếng chuột là sẽ nó này. Mình đâu có bán ở trên app hả chị? Không. Qua đây mấy gái qua hướng này kêu món nè. Bán gì kìa. Dạ. Mấy tô ở đây không bán. Bán cho người ta giận luôn. Đây hả? Đợi lâu hôm nay. À ship tới đông hả chị? Là chị nói làm đây mà chưa kịp đây nè. À. Qua đây anh ơi, qua tới đâu có bóc đồ đi anh ơi. Qua đây qua ship. Có dùng nước gì không? Có can cho chị chạy tắt nước nóng không? 100.000 đô. Ở đây là bán đông. Bạn đi ăn thì ví dụ như mình thấy xe chỗ kia chật quá thì mình
cứ chạy chạy lên chỗ nào trống mình lủi qua. Tới bữa này con. Đây là mình mua xong mình tự bưng nha cô chú anh chị, tự lấy đũa muỗng luôn. Sơn cho anh cái miếng không rau. Ăn luôn nha. Dạ. Đừng ăn á, gà xé với lại ấy thôi, đừng có bỏ lòng hộp ạ. Gà xé với gan thôi. Con gà xé với gan con ơi. Đừng có bỏ rau. Có rau giá vô. Giá giá đó. Ăn giá được, không ăn rau. Không ăn hành nha. Không ăn lá hả? Dạ. Có hành tim không? Dạ có. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong clip tiếp theo ạ.